Hello, chào mừng mấy bạn quay lại với kênh YouTube của Mr. Lịch Bạch nha. Hôm nay Mr. Lịch Bạch sẽ dẫn mấy bạn đi đi hội thi chim chào màu ở câu lạc bộ sang chim ở Củ Chi. Xin mời bắt đầu vào vị trí. Anh ơi kéo được cái áo lòng lại nhau để em được. Vòng chung kết bắt chừng 66 bắt đầu. Mấy anh ở ngoài giữ các bé lại giùm em nha. Vâng, chung kết bắt đầu. Xin mời tất cả các anh nghệ nhân, bốn chú chim rất là khó bởi vì bốn chú chim rất đầy nhau. Xin chúc mừng xin thay mặt cho anh sang câu lạc bộ sang Củ Chi. Xin chúc mừng bốn chú chim đã lọt vào vòng chung kết. Bốn chú chim yếu nhất ở bốn chú chim là chú chim đầu tiên là chú chim 066. Chú chim này chạy xe chạy không bằng cũng như là cũng bằng. Và chú chim này đồng giải ba đầu tiên. Ba chú chim có thể nói ngang bằng nhau, giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn sau đều lên xuống.
nhưng cái game 27, cái game 27 là giai đoạn đầu chơi rất tốt về hình cầu cánh bóng, nhưng ở phút giữa thì cái game này lại có xù, có quẹt, nhưng lại ở phút sau, giai đoạn hậu ở phía sau, tức là phút cuối cùng, cái game này lại tung và chơi dứt khoát hơn so với hai cái game còn lại 47 và 48. Xin chúc mừng 427 đoạt giải nhất của ngày nay. Và có thể nói rằng so kè, sát sao giữa 48 và 47 thì chúng team 48 lại là chúng team về thái độ thi đấu ngang bằng nhưng lại đạt năng rất nhiều. Chúng ta chúng team 48 phải đồng hoàng qua và xin chúc mừng 47. Và xin chúc mừng 10 vị nghệ nhân đã lọt giải top 20 ngày hôm nay. Và cũng xin thay mặt cho anh Sang, câu lạc bộ Sang Củ Chi gửi lời cảm ơn chân tình đến toàn thể tất cả các nam nghệ nhân đã đến tham dự trong giải đấu ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại tất cả các nam nghệ nhân trong một giải đấu gần nhất. Và sau đây xin mời 6 vị nghệ nhân đoạt giải. Xin mời 4 vị nghệ nhân đoạt giải top 4 23, 61, 009 và 33. Xin mời 4 vị đoạt giải top 4. Xin mời 4 cái TV ạ. Đây, xin mời anh ạ, ở top 4 này ạ. Cảm ơn tất cả các anh 4 vị nghệ nhân đoạt giải top 4. Và sau đây xin mời 2 vị nghệ nhân đoạt giải top 2 chính thức 23, 24. Và ở top 2 này giải quyết hết tới 3 lần nhận xét đúng cách hiệu ạ. Cảm ơn top 2 rất nhiều. Và sau đây xin mời hai vị đồng hạng 3, 66, 48. Vui lòng ta lời di chuyển qua bên đây luôn ạ. Xin mời hai vị đồng hạng 3, 66, 48. Đứng lên một đàng hoàng. Không, đẩy hai chiếc chạy ba thôi. Đi đâu hả? Giờ sớm chứ hả? Đúng rồi. Giải ba, hai giải ba là giải nhất và giải gì lên luôn ạ? Chắc ba luôn đi. À, xin mời các anh hỗ trợ chắc dùm bốn chiếc xe. Cội là 3 triệu, quả trọng tài 2 triệu, là 5 triệu. Cảm ơn anh Hữu Chi rất nhiều và xin mời anh giải gì ạ? Anh 3 triệu 50 50. Và anh giải gì ủng hộ 3 triệu cũng 50 50, tức là chủ cội 50, quả trọng tài 50. Rồi lên xe rồi. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các anh rất nhiều. Bây giờ không? Chết trước thì được. Lên nè. Xe, 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 xe